Sao Bằng Nhật xin chào tất cả các bác. Em lại giới thiệu các bác một con máy lạnh Corona. Bên em chủ yếu nhập hàng chọn, cho nên là đa số nhập Corona là nhiều. Vì cái Corona thì các bác khi dùng ấy, em nói với các bác là khi dùng thì các bác mua cái điều khiển này nó rất là dễ này. Đối với cái điều khiển đa năng 1.000 trong 1 này, các bác mua có 50.000 thôi. Nhưng mà mình điều khiển nó full tính năng như điều khiển zin luôn. Mà thậm chí ấy, thì mình còn dùng còn dễ điều khiển zin. Đấy, các bác cài cho cái mã 760 là nó nhận nhé. Con bảo sao mà các bác nhìn thấy em hay đăng Corona đấy, nó dùng của thị trường Nhật chạy rất êm ái, lành bền, mẫu mã đẹp gọn, chạy siêu êm luôn nhé, đầu lạnh sâu. Đây con này các bác nhìn này, 9,3 độ C. Đây độ lạnh tại cửa gió, các bác nhìn dây cảm biến nhé, không thể bảo em là quay ảo, quay với quay vật, nó là sự thật đấy. Mã số 8, các bác mua các bác báo số cho em nhé. Dàn nhé, mọi thứ rất đẹp luôn, mời các bác xem dàn lạnh. Quay cho các bác xem. Đây, dạng như mới luôn các bạn ạ. Còn đây là cái kiểu như cái dạng cái hơi nước nó cắn nó thành màu này các bác nhé. Còn đây bản chất dàn này các bác nhé. Cái nước này vừa chạy xong này. Nhìn cái chất dàn của nó, cái ống đồng này. Đây, tản nhiệt nhôm nó mới cóng luôn. Đây, còn chỗ này nó là cái nước của nó chạy đây thì nó đóng cắn đây, bẩn đây thì nó thành cái màu này thôi. Cái này anh em người ta tẩy thì nó hết, nhưng mà bên em không tẩy tiếp gì cả. Đây. Lưới tản nhiệt, lưới vệ sinh, chắn bụi này, cửa gió thoát khí lạnh này, chạy rất êm luôn nhé. Đấy. Corona đằng sau này thì nó là cái khu vực thoát khí nóng này. Đây dàn nóng tôi nhìn như mới luôn. Quay này thì các bác khó nhìn nhưng mà em nhìn thực tế con này dàn rất đẹp luôn. Quạt té nước nằm đây nhé, té nước bên trên này, tiêu nước luôn. Các bác bố trí làm sao được cái xe này thoát khí nóng ra ngoài là được này. Có thể chắn rèm hay di đô hay bất kể một cái gì mà các bác ngăn cách được với bên ngoài. Phòng các bác mà không có cửa chính, không có cửa sổ thì mình đặt ra cửa chính, thổi ra cửa chính luôn, chắn di đô vào là các bác dùng được. Đấy là những cái giải pháp tình thế mình dùng. Còn không bình thường các bác cứ lắp lên cửa sổ nhé. Em bán 3,8 triệu mã số 8 nhé, đi kèm điều khiển đa năng, bảo hành 6 tháng, chi phí vận chuyển chưa bên nào. Bác nào kết các bác lôi nhé, máy rất là đẹp đấy. Chào các bác.